Rồi, thì xin chào anh em nha. Thì rất vui khi anh em trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình ráng tăng cái tono lên để mình nói lớn lớn cho anh em nghe ha. Thì hôm nay thì sẵn ngồi uống cà phê rồi, chuẩn bị nước rồi hết rồi. Rồi tại gia uống cà phê. Thì mình sẽ nói với anh em là một số vấn đề, một số lưu ý khi làm cổ phớt xe. Cổ phớt là chén cổ anh em, tạm gọi là chén cổ, bộ bộ đồ cổ của xe. Đồ cổ là có nghĩa là đồ của tay lái nè, cổ lái á, bida, chén cổ chẳng ba đó. Thì anh em ngoài Bắc kêu bằng cổ phớt, còn ở trong Nam kêu bằng là làm chén cổ. Thì một số lưu ý khi mà anh em làm chén cổ, thì clip này là có những cái lưu ý gì, thì mong là anh em xem để anh em hiểu. Thì trong cái quá trình mà mình quay clip này, mình có quảng cáo một số sản phẩm thì anh em cũng thông cảm bỏ qua cho mình. Những anh em nào yêu mến kênh thì có thể là những anh em nào chưa xem thì có thể ủng hộ sản phẩm của mình, những dụng cụ làm đó, cái đó để là cái kênh của mình là nói chung là mình cũng chia sẻ kiến thức, cho nên là anh em cũng là bỏ qua cho mình ha. Rồi mình sẽ nói những cái số một số vấn đề mà khi mà anh em làm chén cổ cần lưu ý. Để mình lấy ngót lại cái à, uống cà phê. Trước tiên á là mình chưa nói về kỹ thuật gì hết, mà nói về kỹ thuật nhưng mà phần phụ tùng. Thì ví dụ anh em muốn làm cổ Yamaha, Honda, Suzuki, Vespa gì thì kệ anh em, là anh em chọn phụ tùng chợ không chính hãng cũng được. Nhưng mà mình nếu mà anh em mà tự vọc vạch ở nhà đó, thì mình khuyên anh em là nên thay phụ tùng của hãng nha, bộ bát phốt của hãng. Thì cái bộ mà chén cổ nó sẽ có là bộ trên là hai chén chén đóng vào cái khung sườn nè, rồi qua trung gian bi thì thường thường là bi rế, bi đũa gì đó, tùy theo hãng. Thì nó sẽ có một cái chén chặn lên nữa để cho nó xoay êm nè, có nghĩa là cái dĩa, cái bát á, cái bát là ở trong Nam mình kêu là dĩa bát phốt, ngoài Bắc kêu là bát phốt. Thì ở dưới nữa là hai cái bát nữa, là bốn bát, cái bát phốt, bốn cái bát phốt, và hai trung gian là của bi bi lăng á. Thì bi lăng thì Honda thì thường thường là xài là bi bi rời, còn Yamaha, Sirius, Exciter rồi hiện nay thì xài bi rế. Bi rế thì nó ít bi hơn, nó nằm trong một cái rế nhựa, cái thiếp nhựa. Đó thì tùy theo hãng. Thì bi rế với bi rời gì đó, bi rời với lại bi rế nói chung mà xài cũng ok, nếu mà cái phụ tùng nó gia công chính xác, đúng không, cái độ thép đồ mà tôi luyện chính xác, mà chống mài mòn của bi khi mà nó lăn, khi mà mình xây cổ lái, xây ta lái đó, thì là ok rồi. Thì thường thường những anh em hãng á, người ta muốn kiếm lời nhiều á, thì người ta sẽ mua những cái bộ chén cổ là rẻ, bộ bộ bát phốt đó là rẻ, rẻ hơn so với những cái hãng bán. Nhưng mà người ta chọn được những cái bộ nào im, từ đó người ta mới thay. Còn anh em mà nếu mà làm, có nghĩa là ba mớ sọc dưa đó, nghiệp dư á, cà giật cà chọt á, thì anh em nên chọn bộ của hãng đó. Thấy không, thì bộ thì có những người thợ thì mình đã biết, thì mình tâm sự với mấy người thợ thôi. Mấy người thợ là đa số biết rồi bỏ qua, thì mấy người khách mình chỉ nói lướt qua thôi. Thì bát phốt này thì mua về như nhau hết, nhưng mà khi mình siết vô đó, thì nó sẽ bị sượng. Thì cái mà luyện kim là cái mà vớt những cái công nghệ tiện vớt gì của cái bát phốt đó nó không có chuẩn, cho nên là anh em lóc kê mà để cái cổ phốt mà nó xoay nhẹ nhàng rất là khó nha. Anh em lưu ý là chọn bát phốt, thứ nhất là anh em chọn bát phốt, nếu mà anh em muốn chắc cú thì anh em mua của hãng nha. Rồi rồi thứ hai á, là những cái bộ cổ phốt, bộ bát phốt, bộ chén cổ của xe hiện nay á, là riêng cái dòng SYM mình thấy ít bị, dòng Su ít bị, nhưng mà dòng Gia với Honda đó, anh em thấy chạy một thời gian là khoảng 1-2 năm gì là nó bị lún anh em. Anh em bẻ rất là nặng một bên nè, đâu có hướng thẳng nữa, anh em mà lỡ bẻ qua cái nó nặng lắm, anh em gị lại gần chết luôn.
em chạy với quen nó rất là nặng, nó rất là mỏi vai, rồi nó đảo chiếc xe như con rắn đảo. Thì cái đó là bị lún chén cổ. Thì cái đó không biết là ở trong hãng á, kỹ thuật hãng người ta lốc kê là nặng quá cho nên là bi nó tì nó lún, hay là tại vì trong quá trình mình vận chuyển xe lên xuống á, người ta thả chiếc xe nặng xuống nặng quá giống như mấy thanh đi mà hay dở đầu cái tưng cái đầu xuống á, nó sẽ mau làm hư chén cổ. Thì cái đó là mình suy đoán thôi, còn cái chuyện đó thì anh em nào biết á, tại sao mà có hãng Yamaha với lại Honda chạy chừng vài năm, 1-2 năm, có khi 1 năm nó lún. Thì xe nhà mình đó là có những cái chiếc là Alux nè, Alux đèn led nè, rồi chiếc Future Neo của ba vợ của mình là cũng thay chạy chừng 1 năm mấy là thay thay. Và khi mà lốc kê lại rồi mình làm tại nhà mình vô dặn mở bò rồi, thì nó sẽ ngon, là mà chạy lâu lắm mà chưa thấy bị lại nữa. Lúc mình thay một bộ, mình thay bộ của hãng luôn, là xe nhà, xe Future Neo. Rồi giờ thả tay là chạy Vivo luôn, thả tay nó rất là đầm. Thì nói về mỡ bò thì mình suy ra thêm cho anh em biết là mỡ bò để mình xài mà để chét vô bộ bát phốt á, bôi trơn cho bộ bát phốt để xay á, mỡ bò bôi trơn cho bi bộ bát phốt á, thì anh em chọn mỡ bò là mỡ bò vàng thôi, anh em đừng chọn mỡ bò cá sấu, mỡ bò mà đội đen đen mà kéo lên ta gọi là mỡ bò chỉ là không nên, tại vì bẻ rất là nặng, cái mỡ bò đó nó rất là đặc sến, nó đặc lại cô đặc cho nên là nó bẻ nặng, anh em nhớ nha. Rồi cái phần kiềng này á, là mình sẽ lấy cái cục tiếp mình chế rất là lâu rồi để mình bắn cho anh em coi thôi. Còn cái phần mà khẩu lồng ở ngoài á, là mình sẽ thao tác là lốc kê. Thì cái phần này với lại phần khẩu lồng ở ngoài là mình bán là giống y nhau nha anh em, cho nên là anh em yên tâm nha. Rồi mình bao anh em xài cái này là trên 1 năm, bảo hành là đây là nhà sản xuất bảo hành 2 năm á anh em nha. Nè, rất là ôm nha. Thấy chưa? Đây. Thì cục này là mình tự chế từ cục tiếp phay ra, thì mình chế mình xài lâu rồi cho nên mình lấy mình xài. Cái này mình để mình bán nha. Để lại để bán. Có gì anh em liên hệ Zalo khẩu lồng này. Rồi thì mình sẽ siết lốc kê nè, anh em thấy không? Nó rất là ngon nè. Ở đây mình chỉ chịu đây. Cái cần này á, là không phải ở dưới đây nó chỉ có một răng này đó anh em coi nè. Rồi ở dưới đây chỉ có một răng thôi, cái cần này là để mình chịu phụ họa thôi, để mình dễ lốc kê thôi. Mình làm theo cách mà nhanh nhất, làm biến nhất, không có tháo bờ cổ, chứ không phải là để cái cần đó để anh em siết ngược trở lên mà cho anh em câu ống câu, thì không có cái chấu nào nó chịu nổi đâu nha anh em. Đó, cái đó anh em lưu ý. Thì mình sẽ siết nhẹ vô nè, mình siết nhẹ vô, rồi cho hai con nó dính nhau thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lóc chén cổ, mình coi chén cổ nó tới đâu rồi nha. Rồi mình gõ xuống cho nó thiệt xuống cho nè. Rồi giờ mình lắc thử, lắc ngang nhẹ nhàng mà lắc dọc không có là ok. Rồi là ở lúc này là nó chỉ dính hai cái chén lại với nhau thôi. Bây giờ là mình phải lóc kê cho cứng vô nè. Mình lóc kê là mình lóc kê con ở giữa chứ không phải con trên chứ phải con dưới nha anh em. Rồi mình sẽ lóc vô. Rồi sao cho này. Rồi ôm rất là sát nè anh em. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy súng mình bắn vô nha. Con này á chỉ để siết hai con lốc kê cho nó đi trên một đường thẳng mà nó hơi dính với nhau thôi. Còn khi này là mình phải siết cứng lốc kê nè. Đó anh em. Rồi nha. Rồi thì cái cục này là mình xài lâu rồi cho nên là mình chỉ quảng cáo phụ họa cho cái này thôi. Thì hàng này á, là tại vì mình còn bán nữa cho nên là mình sợ chạy nha anh em. Thì cái này là thì công dụng cũng như thằng này thôi. Đây nè, thằng này là một bộ nè. Thì mình sẽ đưa vô cho anh em coi thử nè. Rồi ở đây nó chịu một cái lợi vô đây thôi, cho nên là anh em mà siết ngược trở lên đó là hả, anh em siết cho có, cho nó vừa dính thôi thì anh em mới siết cái con ở trên. Chứ anh em mà đó, cái nhiệm vụ cái ống này là như vậy nha anh em. Rồi chứ cái này hoàn toàn là xài được là bình thường nha anh em nè. Rồi nè,
Rồi, lốc chơi bình thường, anh em thấy không? Đó, hoạt động bình thường, đó, anh em thấy ha? Rồi, ok. Rồi. Rồi, rồi tiếp theo luôn. Thì sau khi mà làm chén cổ xong á, thì anh em, đây là cái phốt nè, cái quần slip nha, anh em chụp cái quần slip nha. Rồi, để bảo vệ cho mấy cái này không vô nước. Rồi, vậy là xong cái phần này rồi. Thì hồi nãy giờ mình có đập để thiệt chén cổ á, thì mình có thể lấy dũa, dũa sơ lại cái này một chút thì nó hơi tà nhẹ. Rồi, thì dĩ nhiên bây giờ là qua phần phụ tùng rồi. Thì anh em mà nếu mà làm nghiệp dư tại nhà đó, thì anh em phải có cái đồ móc cổ, cái đồ móc cái thường thường bộ chén cổ thường thường ở dưới là nó có cái con tán, nó có cái khía giống tán nồi Honda rồi đó. Con tán mà để lóc cây cổ á, thì nó có cái móc, thì anh em có cái móc đó thì anh em làm. Còn nghiệp dư á, thì anh em mà đục á, anh em lấy đục mà đục hai con tán nó vô á, thì nó sẽ hư hai con tán. Và nếu mà anh em làm như thế hoài á, anh em đục thì nhiều khi nó lóc cây không cứng hai con, đi chỉnh cò là phải lóc cây cứng hai con á. Hai con tán thì nó mới không có ra bộ chén cổ, nó không có bị cụp cổ, nó bị chạy được đường dằn độ, nó ra thì nó sẽ bị lọc sọc, nó cực cực cái cổ khó chạy lắm, mà nó lạng đánh giọng. Thì phải có dụng cụ để mà lóc kê chén cổ, là lóc kê hai con tán chén cổ đó trên một đường thẳng, khi mà nó đã trơn tru, nó không có bị lắc dọc, và không có mà mình xây cổ lái qua lại, xây cái bi đông qua lại nó nhẹ thì mới ok được anh em. Thì cái bộ dụng cụ đó thì anh em biết là trên mạng giờ nó bán cũng rất là nhiều đó, thì anh em có thể dùng chìa khóa hay là dùng khẩu lồng, những cái bộ khẩu mà đút thẳng vô cái ti chẳng ba xuống để anh em siết. Rồi anh em, nhưng mà mục đích chung là khi mà anh em lắc lê chén cổ xong mà nhẹ, mà không có độ nắm cái phuộc nè, anh em gị tới gị lui mà không có độ sụp xịt của cái bộ bi đông cổ, thì cái bộ chẳng ba, thì anh em sẽ lóc kê vô ngay vị trí đó cho nó ăn thiệt vô, nó đi trên một đường thẳng, thì là cái đó là dụng cụ lóc kê chén cổ là không thể nào mà thiếu khi mà anh em làm chén cổ ha. Bộ bát phốt của xe, các dòng xe anh em nhớ nha. Rồi, việc mà anh em mà có nhiều anh em á, thì mình cũng có đồ lóc kê chén cổ, mình có đủ cái dụng cụ để làm Yamaha, Honda rồi Suzuki rồi, mà mấy anh em có nhiều khi là bị lỏng cái cổ á, chạy trên đường dằn cọc mấy anh em vô thì mình chưa kịp làm nữa, nói mình chỉ cần tháo mặt nạ ra rồi mình lấy tua vít hay là lấy cái đục mình đục, thì mấy anh em á, mấy người khách mà tài lanh đó là mình cho tài lanh luôn, tại vì tài lanh nếu mà mình mà giải thích nó là thành tài linh tài lương, nên là mình chơi luôn, mình đục luôn. Tại vì hả, mình nói mấy anh khách đừng có buồn, mấy người thợ ghét nhất là những người mà không biết mà chỉ ngược lại mình mà chỉ sai, nhưng mà mình nói là người ta nghi rồi à, mình làm đúng kỹ thuật, mình lấy đồ ra mình xiết thì mà ví dụ ăn 20.000 là nói thiệt. Bộ chén cổ mà lúc mình rút cái đầu ra, mình dùng khẩu lồng hay là dùng chìa khóa và mình xiết lại lóc đúng phương pháp thì mình ăn 20.000, ăn 20.000 nếu mà những xe quay phổ thông. Thì anh em mà đục á, anh em lấy đồ đục á, nó hư con tán cổ, mà nó hư luôn cái răng luôn, nó dập luôn cái răng chẳng ba. Và khi mà nó bị hư cái răng của con tán cổ không sao, nhưng mà nó hư cái răng chẳng ba là rất là, nói chung rất là mai mốt là anh em ship rồi nó bị lờn, thì anh em bẻ lái nó sẽ bị ra, nó lỏng chén cổ ngoài, anh em lưu ý lắm đó nha. Là lúc đó anh em nếu mà cái chỗ nào mà nó làm ok, nó có thể chạy răng là cái chẳng ba, không là anh em hư luôn cái bộ chẳng ba đó nha, em lưu ý. Lưu ý mà khi anh em tháo bộ chén cổ mà anh em đóng ra, hay anh em dùng cái phương pháp nào mà đóng cái bộ chén cổ ở trong cái sườn ra, cái khung sườn ra đó, bộ chén, cái chén trên với chén dưới ở trên khung sườn, khi anh em tháo ra đó thì anh em đục á, là riêng cái dòng Yamaha nó dễ ra, riêng dòng Honda đó mà anh em đục không khéo á là cái chén dưới nó bị méo rồi anh em. Khi anh em đục ra, một là nó bể luôn cái chén dưới, nó nứt, nó bể ra thì nó mới ra được, còn hai là nó sẽ ăn một lớp kim loại ở trên cái khung sườn ra luôn thì nó mới ra cái hình tròn vậy nè. Cái hình tròn này khi mà nó méo á, là nó trong cái một cái rọ, khi mà nó méo á, nó sẽ không có còn là cái, nó sẽ oval, thì khi đó là nó sẽ là không có còn tròn,
với lại cái rọ đựng nó nữa, là cái khung sườn, thì khi đó là anh em đóng ra rất là cứng. Mình thí dụ thôi, ví dụ cái bạc đạn nó đang lỏng lưng nhưng mà anh em đóng không đều đi, nó lỏng lưng anh em có thể thả tọt vô đó, nhưng mà khi anh em đóng không đều là nó không vô, anh em đóng là nó phá cái lốc. Anh em nhớ nha, anh em đóng bạc đạn cũng có phương pháp, chứ không phải là anh em đóng ầm ầm là hay đâu. Ví dụ mình làm những cái máy neo hay những cái bạc đạn số rồi, mình gõ vô, mình gõ đúng phương pháp là nó vô rất là dễ. Mình dùng búa gõ thôi chứ không có cần mà những cái tạ mà để đóng mặt đạn, những cái dụng cụ đóng mặt đạn cũng vô. Không, mình đóng đúng là nó vô, không phải anh em đóng mà lấy búa bự mà đóng ầm ầm là nó vô đâu. Thì cái chén cổ nó cũng vậy rồi. Cái đó là khi mà đóng chén cổ ra ha. Thì hàng mình về là có 3 cục tiếp bắn nồi nè, một cục 19 là cho phiêu chà neo nè, một cục 21 là cũng hơi dài hơn để cho khỏi thống cốt nè, dùng cho quay rim nè, rồi cục 16 dùng cho quay rim nè, rồi ba cục này là 150, không có bao ship nha anh em. Nếu mà anh em mua cái gì nhiều thì có thể là mua kèm theo luôn. Rồi chút nữa để cho anh bắn như vậy, bắn đi đúng vậy. Rồi mình thử bắn cái nồi phiêu chà neo này coi sao ha. Rồi xe này là bám vớt cũng đó, thấy chưa, bám vớt là xe này là cũng là chạy cũng dữ lắm rồi. Đây là cục này ha, ba cục rồi nha, bắn thử nha anh em. Rồi ba cục này có 150 à, không có bao ship nha anh em. Sao luôn em, cục sau là 19 nè, ba cục 16, 19, 21 nha, 150, rất là khích nha. Rồi tiện CNC anh em đừng có lo. Rồi mình bán là không bán lẻ nha, bán 3 cục nha, anh em nào mua thì liên hệ cho mình nè. Thấy chưa, rồi Zalo của mình nè nha, Zalo của mình là 26 này nha. Rồi có gì anh em liên hệ mua đồ hay gì thì liên hệ cho mình. Bây giờ là cảo ép chén cổ vô của Yamaha với Honda đã về ha. Thì ở đây là bộ cảo ép chén cổ, thì anh em nào mà có mua thì 550 bộ cảo này nha. Rồi nó của có da Honda, Yamaha với Honda với S của em nè, Honda của Lip Nhật nè. Rồi Honda, rồi Honda nè, rồi Yamaha nha anh em nè, Yamaha logo rồi nè đó. Rồi chút để mình cảo vô cho anh em coi nha. Đây là bộ chén của Honda Nhật nè, cái đồ cảo cổ là mình là lấy coi cái đồ ép chén của Honda Nhật nè. Đây là cái chén dưới nè, rồi mình ôm vô nè, mình đưa lên nha, đưa lên. Rồi phút này anh em đưa cái Honda Nhật của chén trên vô nè, anh em đưa vô cho lọt vô khớp, rồi dặn tán vô. Rồi như vậy là anh em cảo xuống luôn, thôi khỏi cần mà đục mồi vô cái sườn sẵn nha. Rồi như vậy siết là vô luôn nha. Rồi đây là mình lấy tiếp mình siết vô nè anh em, tiếp 32. Rồi dưới đây mình chịu cái đầu 32 dưới đây. Đây rồi ha, rồi siết vô nè. Rồi
Rồi nghe tiếng đanh là vô hết rồi, bây giờ mình bắn ra để mình coi coi có hiệu quả gì không nha. Có xiết vô được hết không nha. Rồi sau khi mà đóng vô là được như vậy nè anh em. Cái này là sau khi ép chén cổ bằng cái dụng cụ cảo này. Thì dụng cụ cảo này là cảo được của Yamaha luôn nha anh em. Yamaha với Honda SYM. Rồi chén trên nè, rất là ok nha. Rồi 550 một bộ cảo này. Rồi khi mà chọn bộ chén cổ đúng đồng hoàng ha, thì khi anh em vô chén cổ á, thì chắc chắn là anh em đóng cái bộ chén. Anh em có dụng cụ chuyên dụng thì anh em có thể cảo vô, còn anh em nào mà đóng thì có thể dùng cái chén cũ mài điền biến thì nó sẽ ôm vô, thì anh em tìm cách anh em đóng lên chén cũ, chén trên, chén dưới, chén cũ, anh em mài cái dành ngoài điền biến anh em đóng lên, thì đóng phải chắc chắn là nó đã sát vô, sát cái mí gờ của trong cái khung sườn, cái lòng cổ trong khung sườn, cái sơ mi cổ đó đó, thì chắc chắn ở trên ở dưới là sát rồi. Rồi đóng cái chén trong chẳng ba vô, rồi anh em vô, rồi anh em lóc ghê là xây tới xây lui, anh em có thể dùng ngón tay anh em xây nhẹ mịn vô mỡ bò, là mỡ bò nhão rồi chứ đừng có mỡ bò đặc nha, thì anh em mịn rồi không có độ lắc nha, thì anh em lóc ghê hai con ván cổ nó cứng là ok, là anh em chạy rất là lâu, chứ anh em mà hả cầm mà anh em lắc qua lắc lại mà sượng cái bi nó rột hay là bộ chén cổ nó hay là anh em đóng cái chén anh em bóng cái bát phốt vô nó không có đều đó, thì cái đó là kinh nghiệm của thợ nữa chứ không phải là anh em muốn làm là làm đâu đó, nếu là đó không phải là cái nghề là phải tích lũy lâu năm nó mới ra, còn là mình chỉ nói cho những anh em khách hiểu là như vậy, thì anh em nào mà thợ biết là bỏ qua cho mình không? Thì có một số người là làm chén cổ xong qua mấy bữa sau thì nó bị cụp cổ lại, nó bị cụp là nó ra, nhưng mà không phải nó ra hai con tán lóc kê của hai anh em, hai con tán cổ đó, mà do là anh em đóng chén cổ chưa xét là sao đó, khi mà người ta chạy nó sẽ lên, nó sẽ xuống lúng chén cổ vô cái sườn tiếp, thì anh em phải siết lại một lần nữa đó. Cái trường hợp đó là anh em siết giờ chưa xét, kinh nghiệm anh em chưa tới thì nó bị vậy thôi, thì có khi là mình lóc kê nó bị ra đó, nhưng mà cái phần đó là ít, bây giờ đa số các thợ là có những cái dụng cụ làm mà chứ không có đục như hồi xưa, không có lóc kê như hồi xưa nữa cho anh em. Rồi bây giờ là công nghệ, bây giờ người ta có thể là không tháo dần áo, nhưng mà người ta vẫn làm được cái không tháo dần áo nhiều, vẫn để bờ cổ phía sau, người ta chỉ cần tháo mặt nạ người ta cũng làm được cái chén cổ đó nha. Rồi ok ha. Rồi đây là cái lưu ý mà những cái bất chắc xảy ra thôi, chứ không phải là cái chén cổ của anh em đã êm rồi nhưng mà làm cái này nó bị cái kia, là anh em lưu ý cho mình, anh em lưu ý cho mình là mình làm cái này nhiều khi nó bị cái kia, và cũng có nhiều trường hợp cũng rất là nguy hiểm, cho nên là anh em chú ý nghe cho rõ là cái khúc này nè. Khi anh em làm chén cổ á, có nhiều xe đó là như xe rim, là những cái xe quay rim hay future nail gì của hay là những dòng xe khác luôn, thì khi anh em kéo cái bi đông cổ lên á, để giật ra anh em mới mở tán cổ, anh em giật chẳng ba lên cái bi đông với cái sọ khỉ tay lái rồi, thì khi anh em dở cái bi đông ra anh em làm chén cổ á, thì anh em giật ra những xe mà có bi rời á, anh em những bi cổ rời á, thì anh em giật ra, thì nhiều xe á, thì giật ra nó bị vướng dây ga, người ta phải tháo luôn cái quả ga ra, cái trụ ga ra đó, những xe số á, người ta tháo trụ ga ra, thì khi mà anh em giật ra, anh em giật bi ra thì bi á, cái bi cổ nó sẽ rớt vô cái trụ ga đó, nó sẽ vô cái buồng đốt xe, thì khi anh em nổ máy là có thể là cái bi đó là nó sẽ làm mà hư bê tông của anh em, bê tông xe, hư cái quả bê tông và bắt cái bằng quả đó, hư quả của anh em, có thể là làm công suất bắp của anh em, thì cũng đã có nhiều người bị rồi, có nhiều người lên những cái hội Facebook nói rồi. Thì anh em lưu ý khoảng đó, khi mà anh em mở ra rồi thì anh em lấy cái gì bịch bi lông hay là cái gì anh em chụp cái đầu trụ ga của mình săn lại, là khi anh em làm xong là chưa hết đâu anh em. Một cái kinh nghiệm nữa cũng về dây ga trụ ga, thì khi anh em mà tháo cái chẳng ba ra, thì khi anh em làm chén cổ xong, anh em đưa cái bi đông, cái sọ khỉ bi đông á, anh em đưa những cái dàn bi đông tay lái vô, thì anh em coi lại dây ga, dây điện đồ á, nhiều khi anh em tháo cái quả cổ bên đây thì dây ga nằm bên đây, khi mà anh em gắn vô cái anh em muốn để ý nó nằm bên đây, thì khi mà anh em bẻ lái nó tự lên ga, anh em nó căng dây ga nó tự lên ga,
hay là anh em vừa đề máy cái nó rồ ra lên luôn, là nó bị căng dây ra rất là nguy hiểm nha. Rồi khi mà anh em đang chạy về mà lỡ bẻ bên đây cái nó căng, nó không đúng vị trí, nó căng dây ra thì là sẽ, người ta sẽ té, rất là nguy hiểm. Cho nên khi làm chén cổ xong anh em đề máy, anh em thử lắp qua lắp lại lên ga nó có kẹt hay không. Rồi những dòng xe khi mà anh em thắt giật cái bi đông cổ ra, anh em để nó lòng thòng để anh em làm cổ á, để bi đông rồi anh em lấy đồ, anh em lấy giải đó, anh em kê lên, lấy giải kê lên để cho nó đừng có chạy cái dàn áo, cái dàn mặt, cái dàn mà tay lái, ốp tay lái của người ta, thì anh em lưu ý là anh em coi chừng dây điện rồi nó chằn quá nó bị đứt ha. Cái đó là lưu ý những khoảng đó, anh em nhớ nha, để người ta té chết rồi lên ga mới gần như là ta té rồi. Thì khi mà mình giật chén cổn, nhất là những xe tay ga, mình giật cái sọ khỉ lên á, giật cái tay lái, cái bàn thờ đó, ở trong Nam mình gọi là bàn thờ, không biết cái nào bàn thiên rồi. Thì như thế thì khi mà anh em giật lên thì dướng cái gì anh em tháo đó, ví dụ dướng dây ga thì anh em nhả dây ga, còn dướng ở trên mà xe tay ga còn có thắng tay nữa thì dướng cái dây thắng tay, anh em nhả cái dây ở phía sau cái bánh sau ra, nhả con ốc của cái dây sợi dây thắng ra, ok ha anh em ha. Ở sau đây, sau những đó là những cái vấn đề mà khi mà anh em làm chén cổ là có một số lưu ý anh em cần phải quan tâm. Bây giờ là mình sẽ gói gọn lại. Thứ nhất là chọn bộ chén cổ như ý ha. Bộ chén cổ như ý thì bộ không zin cũng được, zin cũng được, nhưng mà cái mà là khi mà mình làm á, ví dụ như là những người thợ thì không zin cũng được, nhưng mà cái người ta lấy cái hiệu đó thì người ta làm thấy ok thì người ta sẽ mua cái hiệu đó để người ta thay cho khách đó. Còn zin thì càng tốt. Thứ hai đó là phải đóng chén cổ vô, khi mà đóng bát phốt ra cũng phải đúng phương pháp, phải đúng. Rồi khi đóng chén cổ vô phải đóng cho hết, đóng thiệt chắc thiệt xét vô đó thì là ok. Rồi lóc kê chén cổ là phải quay nhẹ nhàng, không có độ cụp, và lóc kê đúng phương pháp. Thì rồi cái lưu ý cuối cùng là khi mà anh em mà đưa cái bi đông vô lại á, đưa cái bi đông ta lái vô lại á, chụp vô cái đầu chắn ba lại để hoàn thành cái bộ chắn cổ, là anh em phải thử lại lên ga, rồi thử dây ga, rồi cái này cái nọ đủ thứ. Thì những dòng xe số khi mà mình tháo cái trụ ga ra đó thì anh em lưu ý lấy cái đồ bịch lại để cho cái bi cổ nó đừng có vô, nó sẽ lọt vô buồng đốt và nó sẽ hư bê tông, hư gì đó, nói chung là có giật lạ vô mà mặt kim loại anh em biết rồi. Thì đó nhờ là những cái mà anh em lưu ý khi mà làm chén cổ. Thì mỡ bò thì anh em chọn mỡ bò chịu nhiệt hoặc là cái mỡ bò lỏng thôi, mỡ bò mà có bò trơn thôi, chứ anh em đừng có chọn mỡ bò cá sấu rồi. Rồi lưu ý cho anh em những cái vấn đề để làm bát phốt xe máy. Rồi buổi sáng chúc của anh em cũng là công việc thuận lợi. Những anh em thợ thì sửa xe đông khách, những anh em khách thì xem clip cũng biết phần nào về sửa xe, cho cái chương trình nó phong phú, cái YouTube là nó cũng phong phú cho anh em.